thuốc ra rễ, kích thích ra rễ đẻ nhánh và vọt đọt cho cây ớt ở Đồng Tháp. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Một cặp chai gói như này thì các anh chị có thể pha được khoảng tầm là 400 lít, là bằng với 20 bình đeo lưng các anh chị sử dụng cho cây ớt từ lúc cây con cho tới khi trước thời điểm ra hoa nhé. Một cặp này thì nó pha được khoảng tầm 20 bình đeo lưng, là bằng với 400 lít nước này, để phun xịt trên cành lá và tưới gốc cho những cây ớt con, nhằm để kích thích cây ra rễ đẻ nhánh và bung đọt tốt lá, xanh lá, to cành nhánh, và nó còn giúp phục hồi cây bị suy còi yếu này, kích thích cho cây tăng trưởng mạnh hơn, cây phát triển mạnh, cành lá to, bộ rễ khỏe, và nó giúp cung cấp những cái một số cái dinh dưỡng cần thiết cho cây trong thời kỳ sinh trưởng phát triển nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.